ngày 7 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 cựu công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức trong vụ bắn nhầm dê của dân. Ba bị can gồm Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân Hà Nội phê chuẩn. Trước đó vào chiều ngày 27 tháng 6, cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản để điều tra vụ bắn nhầm dê của ba công an kể trên. Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự ba nghi can này. Theo thông tin ban đầu, ngày 26 tháng 6, ba người này đã đi xe ô tô mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Màu Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim. Trong lúc đi săn, những người này đã bắn chết hai con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức thì họ bị người dân phát hiện và chặn lại. Căn cứ kết quả điều tra, giám đốc công an thành phố Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với ba công an kể trên. Ngày 28 tháng 6, lãnh đạo huyện Mỹ Đức Hà Nội thông tin, Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã trao quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng 3 tháng đối với ba cựu công an này. Ngày 30 tháng 6, anh NVS tên viết tắt xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, trước đó các gia đình của ba cán bộ công an trong vụ án bắn trộm dê đã đến thăm hỏi xin lỗi. Họ đã gửi cho anh 20 triệu đồng, được hiểu là bồi thường thiệt hại cho việc ba con dê bị bắn chết với mong muốn được giải quyết tình cảm. Sự việc thì đã xảy ra rồi, ba người ấy đã bị tước danh hiệu công an nhân dân, tôi muốn mọi chuyện được khép lại nên đã chấp thuận nhận tiền đền bù anh s chia sẻ với plo trong vụ việc này ba cán bộ công an thị trấn đại nghĩa huyện mỹ đức bắn ba con dê trong đó bắt được hai con cho lên xe ô tô chạy về thì bị người dân chặn lại còn con thứ ba anh s cho hay đã đi kiểm đếm đàn dê nhưng không thấy nên suy đoán con dê này vì bị thương có thể kiệt sức và chết ở một khu vực nào đó trên núi màu gà xã an phú Vụ việc bắn trộm dê xảy ra hôm 26 tháng 6 đã được khởi tố điều tra hình sự theo tội danh trộm cắp, với việc đại diện gia đình ba người này chủ động đến xin lỗi, bồi thường thiệt hại và được bị hại chấp thuận. Thì đây có thể được coi là tình tiết giảm nhẹ trong quá trình điều tra xử lý vụ án này. Từ sau sự việc ba công an bắn nhầm dê bị phát hiện, người dân xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội chưa hết xôn xao. Ngày 28 tháng 6 trong căn nhà cũ, anh NVs tên viết tắt 40 tuổi, ngụ xã An Phú, vẫn nhớ như in ngày xảy ra sự việc. Anh S kể, trưa ngày 26 tháng 6, anh chăn dê ở khu vực núi Màu gà trong xã. Do buổi trưa nên anh đến khu vực chân núi để nghỉ ngơi thì thấy một ô tô di chuyển chậm có dấu hiệu khả nghi nên anh núp vào chỗ khuất theo dõi. Họ điều khiển xe đi khoảng một cây số rồi vòng xe quay lại, cách đàn dê của tôi khoảng 120 mét. Sau đó tôi nghe vài tiếng xì hơi, cũng là lúc tôi thấy hai con dê ngã lăn xuống đất. Một con khác dễ dụa nhưng nó vùng lên được và chạy ngược lên trên để thoát thân. Anh S kể lại. Anh S kể tiếp. Sau đó hai người đàn ông xuống ô tô đi vào chân núi. Khoảng 15 phút sau, họ đi trở ra và mang theo một bao tải đi về hướng chiếc xe. Tôi nghi ngờ họ lấy dê của mình nên gọi điện thoại về nhà báo cho vợ và mọi người trong gia đình ra đường chặn đầu xe để kiểm tra. Anh S nhớ lại, theo anh S, khi về đến nhà vợ anh cho biết thời điểm chặn ô tô, tài xế có dấu hiệu lao xe tới để chạy thoát. May mắn vợ anh S chỉ bị bánh xe chèn qua đầu mũi chiếc dép. Đúng lúc này, một ô tô khác đi đến nên xe này không đi được và phải lùi lại rẽ sang một con đường khác. Chạy khoảng 1 km thì xe gặp đường cục, phải quay đầu. Xe đi được khoảng 200 m thì bị người dân chặn lại. Khi tôi về đến nơi chặn xe, ba người đàn ông và tăng vật đã ở ngoài xe. Ngoài hai con dê trong cốp xe, còn một con khác bị thương đã chạy lên núi. Thời điểm làm việc với cơ quan chức năng, ba người này cũng thừa nhận còn một con dê bị thương, anh S chia sẻ, cũng theo anh S, ở xã An Phú có khoảng 20 hộ chăn thả dê, giống như gia đình anh. Khoảng 4 đến 5 năm gần đây, chuyện người dân bị mất dê khi chăn thả là bình thường, mỗi năm trung bình có từ 5 đến 7 vụ. Tính từ đầu năm đến nay, riêng gia đình anh S mất khoảng 6 con dê. Chưa tính vụ ngày 26 tháng 6, lần mất gần đây là khoảng 2 tháng trước, gia đình anh mất 3 con, sau đó khoảng 10 ngày, họ hàng của anh cũng mất một con dê. Con dê bị thương tôi đoán giờ cũng chết ở đâu đó trên núi. Từ đầu năm, đàn dê hơn 50 con của gia đình chỉ còn 46 con, anh S nói. Còn anh CVA tên viết tắt 42 tuổi ngụ thôn Ái Nạn cho biết, cách đây 2 năm vào 23 giờ, người dân phát hiện 7 người trên một xe bán tải nghi là trộm dê nên đã chặn xe để kiểm tra, thì bị họ dùng vật giống súng đe dọa. Người dân đã nhảy xuống ao sen cạnh đó để né. Theo ông Trần Văn Công, 69 tuổi ngụ thôn Đức Dương, xã An Phú, tính riêng năm nay, gia đình ông đã mất dê đến 3 lần, mỗi lần một con, lần gần đây nhất là mất trước gia đình anh S 10 ngày. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, được vay vốn của nhà nước nên đã mua đàn dê để chăn nuôi nhưng bị mất trộm. Nghe bảo dê hiện có giá 170.000 đồng 1 kg, mỗi con dê khoảng 30 kg thì đã mất đứt nửa tấn thóc rồi. Trong khi đó nuôi cả năm mới có thể bán được một con dê. Ông Công nói, ông Nghiêm Mạnh Điển, một người dân khác cũng chia sẻ, thường thời điểm mất trộm dê là vào buổi trưa khi người dân về nhà để ăn cơm, nghỉ ngơi. Năm ngoái và năm kia, mỗi năm gia đình ông Điển mất một con dê, may mắn năm nay chưa mất con nào. Tuy vậy, cách đây khoảng 10 ngày, một gia đình khác bị mất. Sau đó đến nhà S. do bị mất trộm nhiều dê nên người dân hay để ý ô tô lạ. Theo họ, những người bán trộm dê thường cho xe di chuyển chậm chậm, không dừng đổ hẳn. Ngoài chiếc xe vừa rồi bị phát hiện thì còn một vài xe khác cũng có dấu hiệu khả nghi hay đến đây.